Bùa yêu dân tộc 100%. Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Nếu bạn muốn thoát kiếp pha, tại sao không tìm đến bùa yêu dân tộc của các bộ tộc khác nhau trên khắp mọi miền tổ quốc, đảm bảo, sau khi thực hiện cách làm bùa của các dân tộc Mường Hòa Bình, Khmer hay dân tộc Thái, bạn sẽ có tình yêu và hạnh phúc viên mãn chỉ trong một lần dùng đến loại thuốc tiên này. 1. Bùa yêu của người dân tộc. Bùa yêu dân tộc có thật không? Bùa yêu dân tộc là hình thức dùng bùa chú, hoặc có thể là ngải để gắn kết hai con người xa lạ nảy sinh tình cảm yêu đương, hay cũng được dùng để giúp các cặp đôi xa cách quay trở về bên nhau. Ngoài tên gọi được dùng nhiều nhất là bùa yêu dân tộc, thì loại bùa này còn có những tên gọi khác tùy vào từng vùng miền hoặc từng dân tộc như nềm yêu, mằng yêu dân tộc hay bùa ngải yêu dân tộc. Có nhiều khúc mắc xoay quanh bùa yêu của dân tộc Tày, vì đa số mọi người đều đặt ra câu hỏi là dân tộc Tày có bùa yêu không. Đa phần, mỗi tộc người sẽ có bùa yêu dân tộc khác nhau, cụ thể như sau: bùa yêu dân tộc Cao Lan, bùa yêu dân tộc Thái Sơn La, bùa yêu dân tộc Mông và bùa yêu dân tộc Tày. 2. Bùa yêu có những loại nào? Thời xa xưa, hình thức bỏ bùa yêu của dân tộc chủ yếu là dùng cây cỏ. Cánh hoa có hương thơm và ẩn chứa ma lực bên trong, khiến người uống hay sử dụng có khả năng quyến rũ, mê hoặc bạn tình. Bùa yêu của người dân tộc theo phong kiến xưa thường dùng một vật chủ để chứa lời trù ếm lên trên, thường là những vật dụng họ hay sử dụng hàng ngày, như bùa yêu dân tộc làm từ yêu gương, bùa lược, hay bùa yêu dân tộc dùng lá, bùa vết chân. Tuy nhiên, ngày nay có một bậc thầy đắc đạo là thầy Bá Vi, không những có năng lực bỏ bùa yêu dân tộc, mà thầy còn biết cách giải bùa yêu của dân tộc rất hiệu nghiệm. Thầy không cần dùng đến những vật dụng cũ kỹ, phức tạp đó nữa, mà thay vào đó là những vật chứa hết sức đơn giản như hình ảnh, thông tin bạn tình. 3. Cách làm bùa yêu của dân tộc Mường Hòa Bình. Cách làm bùa yêu dân tộc Mường hay bùa yêu dân tộc Mường Hòa Bình khá giống với bùa yêu dân tộc Thái, vì theo người xưa, bùa yêu của dân tộc Mường là bộ phận phân tách từ dân tộc Thái xưa. Vì lẽ đó mà cách làm bùa yêu của dân tộc Mường xuất phát từ người Thái mà ra. Tuy nhiên, các bạn cần phải biết rằng cách làm bùa yêu dân tộc Mường và cách giải bùa yêu của dân tộc Mường khác hoàn toàn với cách làm bùa yêu người Mường Phú Thọ hay còn gọi là bùa yêu dân tộc Mường Phú Thọ. Tuy nhiên, sau khi một bộ phận người Mường di cư sang các vùng khác nhau, thì bùa yêu xứ Mường Hòa Bình mà họ làm ra cũng sẽ có nhiều điều khác biệt để phù hợp với tập tục, văn hóa của nơi sinh sống. Khác với bùa được làm từ các thầy mo khác, loại bùa yêu của người Mường Hòa Bình được thầy Bá Vi dày công tu luyện dựa trên phép sống tự nhiên của đất trời. Theo đó là bùa yêu dân tộc Mường, được thầy Bá Vi làm rất đơn giản, nhanh và thường lành tính, không gây tác động xấu đến người dùng. Họ sẽ được trả nhanh nghiệp lực, giúp cho chủ nhân lấy được điều họ muốn. 4. Bùa yêu của người Khmer. Một số người dân cho rằng bùa yêu của người Khmer rất là ác, khó có thể gỡ bỏ và thường có nhiều rắc rối xoay quanh người sử dụng. Tuy nhiên, theo thầy Bá Vi, nhận định này chưa thật sự đúng. Bùa yêu của dân tộc Khmer cũng có nhiều loại như bùa của dân tộc khác, tùy vào mục đích sử dụng của chủ nhân, cụ thể là có bùa lành cầu an lành, hạnh phúc, bùa yêu dùng để kết tóc, xe duyên hoặc bùa ác dùng để trù ếm một ai đó. Với loại bùa yêu dân tộc Khmer, thầy Bá Vi cũng áp dụng cách làm bùa yêu dân tộc bằng các loại chú thiên và lệ thờ cúng của người Khmer, kết nối qua hình ảnh và thông tin của bạn tình với chủ nhân để thực thi ma lực rất hiệu nghiệm. Điều đặc biệt hơn, bùa yêu dân tộc của người Khmer được thầy Bá Vi làm ra, không hề gây tác dụng ngược lại cho người làm phép và chủ nhân sử dụng, mà còn có thời gian hiệu nghiệm rất là lâu, chứ không ít như bùa yêu dân tộc Khmer cũ. 5. Bùa yêu dân tộc Thái quỳ hợp. Bùa yêu dân tộc Thái được chia thành nhiều loại, như bùa yêu dân tộc Thái quỳ hợp, bùa yêu dân tộc Thái đen, hay bùa yêu dân tộc Thái trắng, có thể là bùa yêu dân tộc Thái Nghệ An. Chính vì vậy, cách bỏ và làm bùa dân tộc Thái đều có khác biệt. Theo thầy Bá Vi, bùa ngải của người dân tộc Thái thường đơn giản và dễ làm như sau.
Lấy thông tin cá nhân của bạn tình như họ tên, tuổi tác, ngày tháng sinh. Thêm vào vài câu chú, vậy là đã xong bùa yêu của người dân tộc Thái. Dùng ảnh chụp của cả hai đối tượng, thêm vào chú để cho nghiệp lực nhanh. Hoặc nếu như bạn muốn hiệu quả cao và đến nhanh hơn thì thầy tá Vi sẽ dùng cả thông tin và hình ảnh để làm bùa ngải. Một loại bùa yêu của dân tộc Thái có hiệu lực mạnh không kém bùa yêu của dân tộc khác là bùa được làm bằng muối. Ngoài ra vỗ vai là một dạng bùa của dân tộc Thái, chỉ có số ít thầy mo dùng và đem lại hiệu quả tức thì. Và thầy Bá Vi là một trong số đó, chỉ cần thầy vỗ vai là người nữ hoặc nam sẽ đồng ý kết duyên tức khắc. Theo một số thông lệ của người dân tộc thiểu số, tương ứng với mỗi cách làm bùa yêu của dân tộc Thái do thầy mo thực hiện, thì chỉ có duy nhất người thầy mo đó mới biết cách giải bùa yêu của dân tộc Thái mà thôi. Vừa qua chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn thông tin của bùa yêu dân tộc và cách làm những dạng bùa chú có nguồn gốc từ dân tộc Mường Hòa Bình, Thái Quỳ Hợp hoặc người Khmer. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các chủ nhân đã được thầy Phá Vi giúp đỡ, hay theo dõi Facebook của thầy, mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Phá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Phá Vi giúp đỡ thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Anh chị cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về bùa ngải thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về bùa ngải nhé.